Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ gửi thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lần tránh thuế với sản phẩm thép tấm không gì nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là vụ việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ tự khởi xướng điều tra dựa trên các thông tin sẵn có với cáo buộc mặt hàng tấm thép không gì đang có dấu hiệu lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Hoa Kỳ đang áp dụng với hàng hóa tương tự của Trung Quốc từ năm 2016 với mức thuế là từ 139% đến 267%. Sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ban hành bản câu hỏi để thu thập thông tin từ các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp cần tham gia, hợp tác chuẩn bị cung cấp thông tin đầy đủ, đúng thời hạn, đặc biệt liên quan đến nguồn nguyên liệu, quy trình quản lý cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp xuất khẩu, Hiệp hội Thép Việt Nam trong suốt quá trình điều tra vụ việc và có phương án hỗ trợ, xử lý phù hợp bao gồm cả việc trao đổi với Bộ Thương mại Hoa Kỳ để làm rõ căn cứ khởi điều tra nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp xuất khẩu